Rồi xin mến chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Shop Bất Động của em. Thì hôm nay em lên cho cả nhà là các mặt hàng đồ đồng xưa ha, đồ sưu tầm, đồ phong thủy. Thì cả nhà có sưu tầm được thì nhớ đăng ký cho mình một kênh ha, để em lên clip sau thì cả nhà là người đầu tiên xem được. Thì sau đây em lên chi tiết báo giá từng sản phẩm cho cả nhà mình. Thì em về được mã số 1, đây là một bộ ô chầu xưa ha. Bộ ô chầu này rất là xưa ha cả nhà. Thì trọng lượng là 5,7 kg và chiều cao tổng thể nguyên bộ này ha. Nguyên bộ này thì khoảng là 25 phân ha. Và để em đo chi tiết từng cái sản phẩm cho cả nhà mình ha. Đây là một cái hũ ha, đây là một cái hũ chậu rất là bao cả nhà mình đồng nguyên khối luôn ha. Còn miệng của cái hũ này thì khoảng là 7 phân và chiều sâu thì khoảng là 7 phân ha. Đây, đây là từng cái một cái sản phẩm rất là đẹp ha cả nhà. Rất là đồng nguyên khối hết trơn ha. Thì ông bà xưa mình là thấy đựng chậu đựng cao vô đây ha. Bà này nghe là 6 phân. Đây là một cái hũ thuốc đây. Hũ thuốc bên trong rất là còn nguyên vẹn ha. Thì cả nhà muốn xem chi tiết rõ thì kết bạn Zalo với em ha. Em sẽ gửi hình từng sản phẩm cho nhà mình xem ha. Đây là một cái đầu quấy chậu ha. Đầu quấy chậu thì khoảng là 10 phân. Đây là một cái hũ đáy vôi đây. Hũ đáy vôi thì ngang là 4 phân và chiều dài thì khoảng là 16 phân ha. Đây là 6 phân. Còn nguyên cái dĩa đây. Cái dĩa đâu được thì khoảng là 19 phân ha. Bao cả nhà mình chắc lượng đồng nguyên khối dân ha. Rất là vậy ha cả nhà. Thì lâu lâu em mới sưu tầm được một nguyên bộ vậy ha. Thì giao lưu cả nhà bộ này là 5.500.000 nha. 5.500.000 cho một bộ ô chầu xưa. Đó là mã số 1 của ngày hôm nay. Và tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 đây là một cái nải chuối. Nải chuối này là bằng đồng nguyên khối ha. Thì nải chuối này cân nặng là 3,2 kg và chiều dài thì khoảng là 19 phân và cái trái chuối thì khoảng là 10 phân ha. Chắc là đồng cũ ha cả nhà. Thì nải chuối là bằng đồng nguyên khối rất là nặng ha. Thì cả nhà sưu tầm về để trên trang hoặc là bàn đại địa thì rất là hợp phong thủy ha. Thì mã số 2 nải chuối đồng này vô cả nhà là 1,7 kg nha. 1,7 kg cho nải chuối đồng mã số 2. Và mã số 3. Mã số 3 đây là một cái tượng sông Long Quần Châu ha. Cái tượng sông Long Quần Châu này nặng là khoảng là 2,7 kg và chiều cao thì khoảng là 24 phân và chiều ngang thì khoảng là 20 ha. Gồm có hai con rồng đây đang quờ trên châu đây hai cả nhà, rất là còn nguyên vẹn ha. Thì cả nhà sưu tầm mã số 3. Tượng này rồng này là 1,8 kg nha. 1,8 kg cho mã số 3. Và mã số 4. Mã số 4 đây là một cái tượng khỉ ôm qua đào ha. Thì trọng lượng là khoảng là 1,5 kg và chiều cao thì khoảng là 17 phân và chiều ngang thì khoảng là 16 phân ha. Chắc được đồng cũ. Thì trái đào này là một tượng trưng cho một cái sự trường thọ ha. Thì cả nhà sưu tầm tặng cho người thân thì rất là độc lạ ha. Giao lưu cả nhà mã số 4 này là 1,5 kg nha. Và mã số 5. Mã số 5 đây là một cái cặp bình là Long Phụng Đốc Nổi 3D. Thì cặp bình này nặng là khoảng là 3 kg và chiều cao thì khoảng là 24 phân. Còn miệng của cặp bình thì khoảng là 9 phân ha. Đây là đặc biệt thì có nguyên một con gồng một con phụng đắp nổi lên hết cả nhà. Nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng ha. Thì mã số 5, cặp bình này giao lưu cả nhà là 2,000.000 đồng nha. 2,000.000 đồng cho cặp bình đó là Long Phụng. Và mã số 6. Mã số 6 đây là một cái bát hương. Đây là một cái bát hương Long Phụng luôn. Bát hương này nặng là khoảng là 1,7 kg và chiều cao thì khoảng là 16 phân và miệng bát hương thì khoảng là 14 phân ha. Thì cái bát hương này em mới vừa làm vệ sinh nên nhìn rất là sáng. Thì giao lưu với nhà mã số 6 này là 1,2 kg ha. 1,2 kg cho một cái bát hương đồng. Và mã số 7. Mã số 7 đây là một cái ấm bếp lò. Cái ấm bếp lò này cân nặng thì khoảng là 1,5 kg và chiều cao đâm đo lên tới cái quai luôn thì khoảng là 25 phân ha. Và chiều ngang thì khoảng là 15 phân. Đặc biệt ở trên đây là cái phần ấm ha cả nhà. Phần ấm này khoảng là 200ml nước ha, rất là còn nguyên vẹn. Ở đây thì cái nhà để than vô ha, là bảo quản được một cái ấm trà của mình được giữ nóng hoài ha. Thì mã số 7 giao lưu cái nhà, cái ấm này là 1,7 kg ha. Và mã số 8. Mã số 8 đây là một con mèo đồng. Cái con mèo đồng này nặng là 2,9 kg và chiều cao thì khoảng là 14 phân và chiều dài thì khoảng là 25 phân ha. Đây là một con mèo đồng rất là cũ ha cả nhà. Nếu mà cái nhà nhìn nó bóng này rất là sáng ha. Thì con mèo này là giao lưu với nhà mã số 8 là 1,5 kg nha. 1,5 kg cho con mèo đồng, đó là mã số 8. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 hôm nay em lên cái nhà đây là một cái bộ bát bủ. Bộ bát bủ này gồm có là 8 loại ha. Thì trọng lượng của bộ này thì khoảng là 1,3 kg và chiều cao đo tới trên luôn thì khoảng là 34 phân ha. Và mỗi cây như vậy em đo được thì khoảng là 27 phân, chắc là đồng cũ nguyên khối ha. Thì vì có nhà sưu tầm bộ bát bủ mã số 9 này là 900.000 nha. 900.000 cho bộ bát bủ, đó là mã số 9. Và mã số 10. Mã số 10 hôm nay em lên cho cả nhà đây là một cái cặp ngê. Đây là một cặp ngê có đế ha. Thì cặp ngê này cân nặng thì khoảng là 3,7 kg và chiều cao thì khoảng là 20 phân và chiều ngang thì khoảng là 10 phân ha. Đây là chắc điều đòn cũ nha. Thì cặp ngê có đế rất là hiếm gặp ha cả nhà. Thì giao lưu cả nhà mã số 10 này là 1,8 kg nha. 1,8 kg cho cặp ngê có đế, đó là mã số 10. Qua mã số 11. Mã số 11 hôm nay đây là một cái cặp nai đồng.
Cặp nai đầu này cân nặng thì khoảng là 3,7 kg. Qua quà chiều cao ra được thì khoảng là 27 phân, đó là con ở đây ha. Và con đây hơi thấp hơn là khoảng là 24 phân. Quà chiều dài, quà chiều dài thì khoảng là 10-17 phân ha. Đây là một cái cặp nai có sừng rất là đẹp thôi cả nhà, nổi cái sừng không là đáng cái sưu tầm này ha. Thì giao lưu cả nhà, cặp nai mã số 1 này là 2.800.000, 2.800.000 cho cặp nai đồng ha, đó là mã số 11. Và tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 hôm nay đây là một cái bát như ý. Cái bát như ý này cân nặng thì khoảng là 1,3 kg, và chiều cao thì khoảng là 10 phân, và chiều dài của bát này thì khoảng là 20 ha. Đây là một cái bát như ý rất là lớn ha, hai bên đều có cây như ý đây. Thì cái bát này em cũng vừa làm vệ sinh nên nhìn rất là sáng ha. Thì giao lưu cả nhà, cái bát như ý này là 1,3 kg, 1,3 kg cho bát như ý mã số 12. Và tiếp theo là mã số 13. Mã số 13 đây là một tượng Bổn Sư Ngồi Thiền. Thì trọng lượng của tượng này thì khoảng là 6 kg, và chiều cao thì khoảng là 30 phân, và chiều ngang tượng này thì khoảng là 19 phân ha. Thì cái nhà hữu duyên mã số 13 là 2.200.000, 2.200.000 cho tượng Bổn Sư Ngồi Thiền, đó là mã số 13. Và tiếp theo là mã số 14. Mã số 14 hôm nay đây là một cái sông trầm Pháp Lam đỉnh voi ha. Thì cái sông trầm này em cân nặng được khoảng là 1,7 kg, và chiều cao thì khoảng là 26 phân, và chiều ngang thì khoảng là 22 phân ha. Thì phong sông trầm thì rất là nhiều, nhưng mà Pháp Lam thì rất là hiếm gặp hay cả nhà. Đặc biệt trên đỉnh ở đây là nguyên một con dâu ha, có một hồ lô đây, bên trong thì rất là nguyên diện sạch sẽ ha. Thì giao lưu có nhà mã số 14 là 1,6 kg ha, 1,6 kg cho một cái đỉnh trầm Pháp Lam. Qua mã số 15. Mã số 15 hôm nay đây là một tượng Di Lạc Năng Thổ Vàng. Thì trọng lượng của tượng này thì khoảng là 3,5 kg, và chiều cao thì khoảng là 30, và chiều ngang thì khoảng là 19 phân ha. Thì các nhà hữu duyên mã số 15, tượng Di Lạc Năng Thổ Vàng là 1,9 kg ha, 1,900.000 cho mã số 15. Qua mã số 16. Mã số 16 đây là một cái cây thằng tài tiền. Cây thằng tài tiền mã số 16 thì em cân nặng được thì khoảng là 2,7 kg, và chiều cao thì 30 phân, và chiều ngang cây này thì khoảng là 27 phân ha. Thì đây cây là cây thằng tài tiền ha. Thì có nhà sưu tầm cây này để ngay bằng tài địa rất là phong thủy ha. Thì mã số 16, cây thằng tài tiền này giao lưu có nhà là 1,8 kg nha, 1,8 kg cho mã số 16. Qua mã số 17. Mã số 17 hôm nay đây là một cặp bình nho sóc hàng thủ công. Thì cặp bình này mã số 17 cân nặng được là 4,2 kg, và chiều cao là 30 phân ha. Còn miệng cặp bình thì khoảng là 9 phân. Thì đặc biệt hàng thủ công nên cả nhà nhìn thấy rất là sắc sảo ha. Thì cặp bình này cả nhà về chim bông rất là sang trọng luôn. Thì mã số 17 giao lưu có nhà cặp bình nho sóc này là 2,5 kg nha, 2,5 kg cho mã số 17. Và mã số 18 hôm nay em lên cái nhà đây là một cái tượng rồng ha, một cái tượng rồng phong thủy. Thì cái tượng rồng này nặng khoảng là 4,8 kg, và chiều cao thì khoảng là 26 phân, và chiều ngang thì khoảng là 23 phân ha. Đây là một cái tượng rồng đáng sưu tầm ở cả nhà. Ở trước có nguyên một cái viên châu đây. Thì các nhà sưu tầm mã số 18. Tượng rồng này là 2.500.000, 2.500.000 cho tượng rồng quần châu ha, đó là mã số 18. Và mã số 19. Mã số 19 đây là một con mèo như ý. Con mèo như ý thì rất là lớn ha, cân nặng được là 3,9 kg, và chiều cao thì khoảng là 32 phân, và chiều ngang thì khoảng là 18 phân ha, chắc đều đồng cũ. Thì con mèo như ý này là tượng trưng cho năm 2023 ha, năm con mèo. Thì có nhà sưu tầm con mèo về mà ngăn rất là phát đạt ha. Mặt sau đây, mặt sau là không chơi vào đâu ha. Thì mã số 19 cũng giao lưu cả nhà là 2,5 kg nha, 2,5 kg cho con mèo như ý. Và tác phẩm cuối cùng đó là mã số 20. Mã số 20 đây là một cặp bình tứ linh long lăng quy phụng ha, bốn con vật đều hội tụ với một cái bình ha. Thì trọng lượng của cặp bình này là 7 kg, và chiều cao thì khoảng là 35 phân, và miệng của cặp bình thì khoảng là 12 phân ha. Đây mặt trước, đây mặt trước đây còn nguyên một khắc nổi là con rồng với con lăng ha. Mặt sau đây, mặt sau là quy phụng ha. Đặc biệt trên thì cổ bình thì có một cái chữ lộc. Thì cả nhà sưu tầm cặp bình này về cắm bông thì bao cả nhà mình sang trọng luôn ha. Thì mã số 20, cặp bình này giao lưu có nhà là 3,4 triệu, 3,4 triệu cho cặp bình mã số 20, cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Thì cảm ơn cả nhà đã quan tâm kênh kem trong thời gian qua, và mến chào cả nhà.